Đông Hải. Sản phẩm mang mã số G0601. Một mẫu giày có thể giúp bạn phối hợp với nhiều loại trang phục và sử dụng linh hoạt trong các sự kiện khác nhau trong năm. Sản phẩm được làm bằng chất liệu da bò cao cấp, kết hợp với kỹ thuật sản xuất hiện đại giúp sản phẩm bền đẹp hơn. Bạn hoàn toàn có thể yên tâm bởi sản phẩm sẽ không bị bong tróc hay sứt chỉ trong quá trình sử dụng. Màu nâu sang trọng kết hợp cùng họa tiết đục lỗ được phân bổ xung quanh thân giày giúp bạn có thể tự tin thể hiện phong cách của mình. Miếng lót da bò với thiết kế thoát khí giúp chân bạn không bị ra mồ hôi nhiều và luôn có cảm giác thoải mái khi sử dụng. Đế giày được thiết kế vô cùng chắc chắn với họa tiết tinh tế và thời trang giúp tăng ma sát và chống trơn trượt. Sản phẩm hiện đang có bán tại các hệ thống giày Đông Hải. Hãy đến và sở hữu sản phẩm tuyệt vời này hoặc gọi hotline để có thể đặt hàng một cách nhanh nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.